Sao rồi? Đi sinh được rồi đó. Ờ. Ừ. Ra máu rồi. Đi sang đồ đi ông nội. Đi. Cái gì chứ? Tôi. Chị ngồi sao? Chị ạ. Hả? Chị đề ta. Trời ơi, hôn tớ. Vậy chứ một chị đây này, chứ chị mau anh à bước kinh này nhớ, bà cả nó. Chứ mà video sửa vào hôn tớ sổ tổ khăn nó. Sao anh nào kì nên để cho. Mà nó thông là tớ bà rồi. Chứ mà video sửa vào kì bà bà rồi. Chứ mà bà rút tớ ăn xa ít tớ, chứ mà anh à cái tay cho. Hả? Đâm nè. Xin chí xin ai. À, ôi tay nè, xin chí xin ai nè. まあ、にもなったもっと悪いことするでしょ。え、じゃあ、まあ、もうね、じゃあ、もう、お母さんが嘘。お母さんが今も、そんな信じするでしょ。なんで私信じしない?だって、まあ。じゃあ、やべえじゃん。だ、おんでで、ほんとに。悪いことするか、ほんと。まあ。どうなんでしてんの?くっくり。 違うって言ったでしょ?うん。ちょっとね。うん。正しい?うん。結び。どこに?寝るところ。寝るところ。どこに?寝るところ。ソファーだ。みんな ボンドはロック。4時、4時 ラブラブラブラブ。ちょっとが全然動かせまってたかな?ん?ってことは多分生まれるかもね。けどお腹まだはしたないでしょ?けど血が出たんでしょ?血出た。正しい?うん。10分は1回痛い。痛いは1分2分だけ。 Hôm bữa thứ bảy à, Kỳ nói khoe với mẹ chồng với cha chồng là hôm nay mình đi khám thai xong nếu mình chưa đẻ à, Kỳ dẫn mình đi ăn thịt nướng chưa kịp ăn nữa hôm nay đi đẻ mẹ nó rồi sao nào gặp để mò như thế như chị ông nói cái dấu hiệu vậy thôi nhưng mà nhiều khi 2-3 ngày nữa mới đẻ để làm mình con ăn thịt nướng chắc không sao Tại sao? Tao bụng ma đà thì sao? Ma đà con. Ui vậy là còn hôm nay nhiều khi nó hơi đau rồi nó nghỉ. Đi bệnh viện xong lát về nhiều khi còn được em thịt nướng. À, vậy là kêu quá ma đà ta. Cho kia này cứ tạo bê ra đây đây đây. Tạo bê ra đây mà anh không hả? Nên đấy. Bây giờ mình cắt bóng tay bóng chân nhưng mà... Lưu tay đi. Hồi sáng mình đau á, cái mình nói ảnh lúc đầu đau đau cả tới 4 giờ mấy tới khoảng 5 giờ rưỡi. Mà ta thì chưa được rồi, cứ đi xe. Mình đau xuống 1 tiếng rưỡi nhưng mình nghĩ là tay bình thường sáng cũng vậy hay bị đau bụng á mọi người. Cứ nghĩ là cũng đau bình thường. Ui một lát đau quá, xong rồi ổng kêu mình ghi chú đi, đau bao nhiêu lâu, rồi khi nào đau, mấy lần đau, mấy phút đau 1 lần. Rồi ổng nằm ổng vỗ lưng. Ông dỗ sao ông ngủ luôn. Tôi nói ngủ xíu rồi mà đi 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 kiểu như không tin, không có tin hết 100% luôn à. Giờ đi bơi đồ. Có nhiều người nói là đi đẻ cũng phải đẹp mọi người, nên là bây giờ có trang điểm sơ sơ. Không phải đánh cho nó có cái lớp gì đó mình mịn xíu để lát lỡ có đẻ quay video nó cũng đỡ nha mọi người. Ủa tôi chưa. Nhưng mà nó còn chuẩn bị gì đó. Nó gì còn chưa? Nhưng mà còn chưa. Vậy đâu còn gì đang nóng.
何見る？何笑う？笑ってません。うん？私笑ってるじゃん。Chị đâu bầu đi tắm biển leo núi rồi giờ tới lúc đi đẻ còn đóng lịch sử. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ ghé bưu điện gửi lập xưởng trước, gửi đồ xong rồi bắt đầu mới đi khám thai nha mọi người. Ừ. Hồi nãy là đem đồ heo đi nhập viện rồi, nó chưa có đẻ đâu. Ừ thì chưa đẻ thì thôi. Bye bye, đi đẻ đây. Trưa không phải về là biết đẻ rồi đó. Xin chào mọi người. Thì bây giờ thì kêu bắt đầu nhập viện theo dõi. Thì đau thì nó cũng đau từng cơn, 10 phút thì nó đau một lần, một lần thì thấu tận tài xanh. Nhưng mà cũng còn chịu đựng được, không đến nổi. Cơ cũng không nghĩ tự nhiên nó kêu vô theo dõi. Bây giờ theo dõi tới 5 giờ chiều. Nếu như mà đẻ luôn thì đẻ, còn nếu mà 5 giờ chiều mà ổn thì nó cho về nhà. Rồi chừng nào đau dữ dội thì vô tiếp. Mà tự nhiên bây giờ có mình đến trong phòng giờ ở tới 5 giờ chiều, 5 tiếng đồng hồ. Ý là hồi sáng là mọi người thấy từ 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 từ. Bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi mọi người. Thì Aki thì đi mua bánh cho mình rồi. Aki sợ mình ăn không có đủ no, ở bệnh viện thì ở bệnh viện nó có chuẩn bị cơm trưa cho cơ luôn. Thì bây giờ ăn xong rồi chắc ngủ giấc tới chiều rồi đi về. Không biết, giờ cũng thôi, nó đau xong rồi đẻ luôn cho rồi đúng không? Chứ mà để đau hoài tới ngày mơi mệt quá. Tức là cảm giác đau thì bây giờ cũng thốn rồi. Nhưng mà còn chấp nhận được nha mọi người. Không có đến nỗi mà la á á. Nhưng mà không biết lát nữa nó đau hơn nữa, rồi nó càng đau hơn nữa, rồi đến lúc đẻ không biết sao nữa. Arashi hayaku marire ne, hayaku dete ne. Giờ thì chỉ mong là đau liền đi, rồi đẻ liền luôn mọi người. Đẻ luôn trong ngày hôm nay luôn cho rồi. Đẻ nhanh, càng nhanh càng tốt. Mẹ cơ thì bây giờ đang ở nhà một mình, chắc gầu dữ lắm, gầu khúi ruột luôn. Bây giờ thì cơ sẽ quay cái phần cơm trưa cho mọi người coi nha. Đây là phần cơm trưa nè mọi người ơi. Đây, coi cái chiếc cơm. Đúng là không đủ nhét kẻ răng luôn á. Bình thường ở nhà cứ ăn phải gấp 5 lần như thế này nha. Ở đây thì có bắp cải nè, còn này là chắc thịt găm. Cái mùi của nó thì giống như là có mirin với đầy sake, nước tương. Đây là nước kiểu như dưa chua, rồi cải. Bên đây thì có trái cây thì ngon, thì có nho nè. Còn cái này không biết chắc bánh kem hay gì, với lại một chén súp. Đúng thiệt luôn. Như đây thì làm sao mà đủ nhét cả răng. Thôi bây giờ cứ sẽ ăn cơm. Thôi hết không thích dí, tưởng đâu cái bàn nó lật cái ăn luôn các bạn. Mình nói rồi là phải đem cái đồ đũa mà ông nội Aki này. Mà có mình có đem nhưng mà làm biến mở vali quá. Thôi bây giờ ăn luôn. Mời mọi người ăn cơm nha. Trời. Thịt. Đường nhiều. Vị hơi bị khác. Ăn bằng nĩa luôn nè. Đây, trái cây. Hoàn thành cái bữa ăn rồi mọi người ơi.
đó, xong rồi mình để đây, chút người ta vô cái người ta lấy, chắc là vậy chứ cơ cũng không biết. Tại vì hôm nay là lần đầu tiên ở trong đây. Bây giờ cơ sẽ quay cho mọi người coi cái phòng mà cơ sẽ ở nghỉ ngơi. Đây là cái bàn cơm, nó có một cái này là cái tầng hình hay gì á, rồi có cái máy nấu nước nữa nè, rồi cái đồ mót. Ở đây thì có ổ điện, còn cái này nó có cọng dây. Cái này mình có cái gì mình nhấn nút thôi là mình nói chuyện với y tá được. Cái gối để ngủ, chăn mền rồi nè mọi người. Ở đó có cái tủ lạnh mini đó. Ở đây thì nhìn xuống là thấy cái nhà xe, cái bãi đậu xe. Ui, tới giờ đau rồi, tới giờ đau. Ở đây là cái gì đó. Ồ, cái ghế này là để đẻ xong ngồi nè mọi người. Ui, tới chết, đau quá. Đó. Ở đây là cái chỗ để rửa mặt. Có cái gương. Đó. Còn ở đây là cái toilet. Đây. Đây là cái giường. Đó. Đây là cái căn phòng mà cơ sẽ ở nha mọi người. Không biết nữa, thì tao lại đang ở trong này. Đây là hành lý mang theo đi đẻ. Còn cái túi này là nó túi đựng băng, đựng tã của em bé mọi người. Thì cái này bệnh viện nó chuẩn bị cho mình hết luôn, tùm lum hết. Đó, thì mình cần xài thì mình xài. Ở đây có wifi luôn. Bây giờ là 7:10, chịu hết nổi, quá trời quá đất, nó đau từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy đau như vậy. Thôi một đứa thôi, không đẻ nữa đâu. Đau từ hồi 4 giờ sáng cho tới bây giờ 7:10. Mà càng ngày nó càng đau.
Cái này chắc ai tu mấy ngàn kiếp mới đẻ mà không đau. Mẹ mình nhắn tin hỏi đau không, đâu có dám nói đau đâu. Hồi nãy khóc quá trời luôn. Giờ nó càng ngày nó càng đau mà nó đau nhiều nữa. Chịu không nói. Xong chuyến này là bye bye luôn. Có bầu khỏe nhiều. Tới lúc đấy đau gấp ngàn lần. Bạn bà rồi đó chứ mà. Bạn bà rồi. Mở đưa. Các gọi là chung nha. Nè, ngoan nè, ngoan nè. Ngoan gác lên con. Mở đưa. Ngoan ngoan giỏi chung ra nha. Ngoan nha. Mở đưa. Cô đây. Chúng ta cô đây nhá. Chúng ta cô đây nhá. Mà kêu 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 Bambaro tuma. Cái tài của Nguyễn cho ăn cho ở gái con. Bambaro tuma. Ồ, chân mẹ con. Bambaro. Xong rồi, xong rồi, con. Bambaro. Bambaro tuma. Nè, gắt lên. Ăn lên. Cắn hơi dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. クマ触らないあるからね、触らないよ。痛いね。出てきたよーって。こんにちは。嵐。嵐。聞こえる？